Chào tất cả các em trường học sinh của trường Trung học phổ thông Củ Chi. Thì hôm nay thầy sẽ làm một cái video hướng dẫn cái cách giải đề chi tiết của đề thi thử số 2. Cái đề thi thử này thì thầy đã là đưa đường link cho các bạn ở trong cái bài Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ 20 nha. Và khi mà chúng ta nhập đường link xong thì nó sẽ ra cái đề như thế này nha. Cái đề thi thử như thế này. Cái đề do thầy trực tiếp biên soạn nha. Thì cả cái thông tin ở trên này chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là đánh giá vai trò của Liên Hợp Quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay. Thì chúng ta biết rằng là cái vai trò của Liên Hợp Quốc từ khi thành lập đến nay đó là duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Vai trò duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Vậy thì trong tình hình biến động thế giới, trong những biến động của tình hình thế giới hiện nay thì Liên Hợp Quốc có vai trò như thế nào? Thì rõ ràng cái câu mà thỏa mãn với chúng ta đó là câu đáp án A nha. Câu thứ hai, một trong những nguyên tắc hoạt động giống nhau giữa Liên Hợp Quốc với tổ chức ASEAN đó là thì cái nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc thì chúng ta đã học ở trong bài đầu tiên rồi, còn nguyên tắc của ASEAN là chúng ta có được thông qua ở trong bài số 4, bài về các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Thì chúng ta thấy rằng là trong các cái nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc và ASEAN có nguyên tắc giống nhau, đó là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Đó là đáp án C. Câu thứ ba là sắp xếp theo thứ tự thời gian các hội nghị quốc tế diễn ra trong năm 1945. Thứ nhất là hội nghị Potsdam ở nước Đức. Hội nghị Potsdam ở nước Đức là diễn ra là từ tháng 7 năm 45 nha, tháng 7 năm 45. Hội nghị San Francisco là diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 26 tháng 6. Hội nghị INTA ở Liên Xô là từ 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945. Như vậy là thứ tự ở đây phải là 3 3 2 1, đáp án D. Đáp án D. Rồi. Câu số 4. Ý nào không đúng với nguyên nhân khiến Liên Xô trở thành chỗ dựa của phong trào hòa bình và cách mạng thế giới? Cái nào không đúng nha? Ở đây là chúng ta phải là xác định cái không đúng. Thì trong những đáp án này chúng ta sẽ đọc nha, đọc các đáp án, và có một cái đáp án mà chúng ta thấy bản thân nó đã không đúng rồi, đó là đáp án D. Liên Xô là nước duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái này không đúng bởi vì sao? Bởi vì quốc gia đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ chứ không phải là Liên Xô. Năm 1945 thì Mỹ đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công bom nguyên tử với việc là ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và mãi đến năm 1949 thì Liên Xô mới nghiên cứu thành công bom nguyên tử. Như vậy, bản thân đáp án câu D này là nó đã không đúng rồi. Câu số 5. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Liên Xô và Đông Âu. Vậy thì Liên Xô sụp đổ là do như thế nào? Trong quá trình tiến hành cải tổ thì Liên Xô tập trung cải tổ về mặt chính trị, mà trong chính trị thực hiện là đa nguyên đa đảng, dẫn đến là trong một đất nước thì có nhiều đảng phái hoạt động, do đó mà vai trò của Đảng Cộng sản Liên Xô nó không còn nữa. Và đây chính là cái nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Liên Xô. Và thất bại của Liên Xô thì đó là bài học cho Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng ta phải kiên định con đường chủ nghĩa xã hội và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Câu số 6. Hãy cho biết vai trò của Liên bang Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trong các quan hệ ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài sau khi Liên Xô tan rã. Sau khi Liên Xô tan rã. Vậy thì đáp án của câu số 6 này đáp án đó là Liên Xô là gì? Sau khi Liên Xô sụp đổ hay là Liên Xô tan rã thì Liên bang Nga là quốc gia kế tục. Quốc gia kế tục địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an và trong quan hệ quốc tế Rồi. Câu số 7. Thắng lợi của phong trào cách mạng ở Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã làm cho như thế nào? A là chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới mở rộng không gian địa lý. B là chế độ thực dân ở Đông Bắc Á bị sụp đổ hoàn toàn. Thì rõ ràng câu B này là không chính xác nha. Câu D là bản đồ chính trị có những thay đổi sâu sắc, và xin lỗi, câu C và câu D là chủ nghĩa thực dân cũ và tại sao ở Trung Quốc hoàn toàn tan rã. Thì ở đây thắng lợi của cách mạng Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo nó đã làm cho
chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống ở trên thế giới và mở rộng không gian địa lý. Thực ra thì cái hệ thống thế giới của chủ nghĩa xã hệ thống của chủ nghĩa xã hội nó đã được xác lập từ khi mà cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của các nước ở Đông Âu giành được thắng lợi rồi nha. Rồi, câu số 8, Hiệp ước Paris tháng 2 năm 1976 đã xác định nhiều nguyên tắc hoạt động cơ bản trong quan hệ của các nước ASEAN ngoài trừ nguyên tắc nào? Tức là ở đây chúng ta sẽ tìm nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc hoạt động của ASEAN, của tổ chức ASEAN. Thì các đáp án ở đây chúng ta sẽ có một đáp án chúng ta thấy không có, không đúng, đó là gì? Đáp án C. Đáp án C nha. Tại sao lại C? Bởi vì chung sống hòa bình mà quyết định đều được có sự nhất trí của năm nước sáng lập. Năm nước sáng lập thì cái này không có, mà cái này nếu như là nhất trí của năm nước ủy viên thường trực, đó là nguyên tắc của Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc chứ không phải là của ASEAN nha. Câu số 9. Ý nào sau đây không phải là điểm tương đồng về lịch sử của ba nước Đông Dương trong giai đoạn 1945, 1975, 45, 75? Thì nói chung về cách mạng ba nước Đông Dương thì cơ bản giống nhau. Tuy nhiên có một điểm khác biệt, đó là ở Campuchia. Năm 1953 thì do những hoạt động ngoại giao của quốc vương Sihanouk thì Pháp đã tiến hành trao trả độc lập cho Campuchia nhưng mà vẫn chiếm đóng nước này. Và năm 1954 sau khi mà hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, thì từ năm 1954 đến 1975, xin lỗi 1970, thì Campuchia ở trong trạng thái là hòa bình, ở trong trạng thái hòa bình, trung lập nha. Rồi, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ba nước Đông Dương kết thúc hoàn thành, thì nhân dân Campuchia lại phải đấu tranh chống chế độ diệt chủng Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu. Như vậy đáp án của chúng ta phải là đáp án C. Đáp án C. Câu số 10. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi có gì khác so với Mỹ Latin về hình thức đấu tranh? Về hình thức đấu tranh thì chúng ta biết rằng này, ở Mỹ Latin thì sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh ở Mỹ Latin diễn ra dưới hình thức là đấu tranh vũ trang nha. Và vì đấu tranh vũ trang quyết liệt cho nên người ta gọi Mỹ Latin là lục địa bùng cháy. Trong khi đó thì phong trào đấu tranh của các nước ở là châu Phi thì đấu tranh chủ yếu là đấu tranh chính trị, nhưng mà bên cạnh đó có kết hợp với đấu tranh vũ trang nha, chính trị kết hợp vũ trang, nhưng mà trong đó đấu tranh chính trị là chủ yếu. Hiểu như vậy đáp án là đáp án C. Câu số 11. Chính sách thực lực của Mỹ là gì? Thực lực tức là dựa vào sức mạnh của Mỹ thôi. Đáp án A rất đơn giản. Câu số 12. Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai đó là gì? Thì chúng ta biết rằng là sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Mỹ thực hiện chiến lược toàn cầu. Đáp án A, chiến lược toàn cầu. Rồi, câu số 13. Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh của kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản từ năm 1950 đến 1973. 50 đến 73. Tức là tìm ra cái điểm chung của Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Ví dụ câu A không đúng. Vì sao? Vì tài nguyên Nhật Bản không phong phú. Nhật Bản là một quốc gia rất nghèo tài nguyên. Rồi. Câu B không đúng. Bởi vì bản thân cái này là có sự giữa các quốc gia trong tổ chức kinh tế thế giới và khu vực. Thì rõ ràng Nhật Bản chỉ có một mình Tây Âu là có liên minh của mình. Còn câu C, tranh thủ nguồn viện trợ lớn từ bên ngoài. Thì cái này thì đúng với là Tây Âu với Nhật thôi, Tây Âu với Nhật. Tây Âu thì nhận viện trợ của Mỹ thông qua kế hoạch Marshall, còn Nhật cũng là viện trợ từ từ Mỹ nha. Còn Mỹ thì không nhận bất cứ viện trợ từ ai, cho nên đáp án đúng của chúng ta đây là câu D, vai trò quan trọng của nhà nước trong việc quản lý điều tiết thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Câu số 14. Các liên kết kinh tế ở Tây Âu được thành lập trong những năm 50 của thế kỷ 20 đó là ở đây rất đơn giản, đó là gì? Là người ta hỏi về các cộng đồng được thành lập ở châu Âu nha. Tức là những cộng đồng đã thành lập trước khi đổi thành là cộng đồng châu Âu,
Thì chúng ta biết ở Tây Âu có những liên kết kinh tế, thứ nhất đó là cộng đồng than thép châu Âu, cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu EC. Và sau này thì ba cộng đồng này đã hợp nhất với nhau lại nha, lấy tên là cộng đồng châu Âu, viết tắt là EC nha. Còn cộng đồng kinh tế châu Âu là EEC. Đáp án là A. Câu số 15. Để phát triển khoa học kỹ thuật ở Nhật xuất hiện hiện tượng gì hiếm thấy trong thế giới tư bản? Hiếm thấy trong thế giới tư bản thì cái này ở trong cái đề số 1 thì thầy cũng đã nói rồi. Việt Nhật Bản có một cách làm khác so với các nước ở trong thế giới tư bản như là Mỹ, các nước Tây Âu, đó là mua bằng phát minh sáng chế. Đáp án là D. Câu số 16. Hiệp ước An ninh Mỹ Nhật năm 1000 ký kết năm 1951 nhằm mục đích là gì? Mỹ ký hiệp ước An ninh Mỹ Nhật, và hiệp ước An ninh Mỹ Nhật nó là nền móng cho mối quan hệ Mỹ và Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay. Và mục đích Mỹ ký với Nhật Bản đó là gì? Để liên kết lại với nhau chống lại các nước là xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc ở Viễn Đông. Và chúng ta biết rằng là sau này thì Mỹ đã thành lập ở là khu vực Viễn Đông một tổ chức quân sự có tên là gọi SITO, mà trong đó những cái đồng minh của Mỹ ở Viễn Đông thì chúng ta biết đó là gì? Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, rồi Thái Lan, Australia, New Zealand, vân vân, Guam. Rồi. Câu số 17. Hậu quả nặng nề nghiêm trọng nhất để lại cho thế giới trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh đó là gì? Hậu quả nặng nề nghiêm trọng nhất đó là thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu và nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới. Đáp án là C. Rồi, câu số 18. Một trong những xu thế trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đông đó là gì? Thì cái này là một cái câu hỏi vận dụng mà chúng ta đã gặp rất nhiều và cách giải quyết cũng rất là đơn giản rồi, đúng không? Đó là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Đây. Câu này là câu vận dụng nhưng cực kỳ đơn giản. Câu số 19. Trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp do cái gì? Bây giờ tại sao nói khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp? Tại sao lại nói như vậy? Thì ở đây có một cái câu mà thỏa mãn, đó là phát minh khoa học để phục vụ trực tiếp cho đời sống con người. Và có một điều đặc biệt đó là gì? Đó là từ nghiên cứu khoa học cho đến là phát minh thực tiễn thì thời gian rất là ngắn, thời gian rất là ngắn. Câu số 20. Nhà thơ Chị Lan Viên viết phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Câu thơ đó nói lên cảm xúc của Nguyễn Ái Quốc trong hoàn cảnh nào? Trong hoàn cảnh nào? Thì trong bài thơ Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chị Lan Viên thì người đã miêu tả về quá trình mà Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước nha. Ngoài cái câu phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười thì còn có những câu như là Luận cương đến với Bác Hồ và người đã khóc, nước mắt Bác Hồ rơi trên chữ Lenin, bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách, tượng bên ngoài đất nước đổi mong tin. Và tất nhiên đó là gì? Đó là người đã đọc được sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Và từ đây thì người đã xác định được cái con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản, là con đường đi theo cách mạng tháng 10 Nga. Câu số 21. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1919 đến 1925 là gì? 25 là gì? Từ 1919 đến 1925, 1919 1925, vai trò của Nguyễn Ái Quốc đó là gì? Đó là chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam nha. Rồi. Câu số 22. Sự kiện nào thể hiện tư tưởng cách mạng tháng 10 Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam? Công nhân, ở đây, công nhân Việt Nam. Công nhân Việt Nam. Thì rõ ràng, công nhân thì nó tương ứng với câu A là bãi công của thợ máy xưởng Ba Son, Sài Gòn tháng 8 năm 1925. Và cái sự kiện tháng 8 năm 1925
Bãi công của nhà máy đóng tàu Ba Son này nó là một bước ngoặt trong phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam. Nó đánh dấu phong trào đấu tranh của công nhân đã chuyển từ phát sang tự giác. Câu số 23. Nhận xét vai trò lớn nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với Cách mạng Việt Nam. Cách mạng Thanh niên đối với Cách mạng Việt Nam. Thì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã là tiền thân là gì? Tiền thân rất là trước đó, tức là cái đằng trước, cái nó đã giúp tạo nên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy đáp án D, góp phần chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tạo điều kiện sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu số 24. Đánh giá ý nghĩa lớn nhất của phong trào công nhân đối với sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào công nhân đối với đảng vậy thì chúng ta biết này, công thức thành lập đảng này, Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Vậy phong trào công nhân có mặt ở trong đó, vậy thì trong công thức đó thì phong trào công nhân là một nhân tố, nó là một nhân tố. Rồi câu số 25. Chứng minh rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại đối với Cách mạng Việt Nam. Bước ngoặt vĩ đại đối với Cách mạng Việt Nam. Tại sao nói Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại? Bước ngoặt vĩ đại. Bởi vì từ khi Đảng ra đời thì đó, Cách mạng Việt Nam có những bước phát triển và có những thắng lợi, có những các thắng lợi tiếp theo nha. Vậy thì trước khi mà Đảng chưa ra đời thì các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đều thất bại. Nguyên nhân chung là do không có đường lối đúng đắn, không có đường lối đúng đắn nha. Vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc là Đảng Cộng sản Đảng Việt Nam ra đời nó là bước ngoặt, vì nó chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối, là bước chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những thắng lợi tiếp theo của Cách mạng Việt Nam. Câu số 26. Một trong những hạn chế của luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 so với cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 đó là gì? Thì chúng ta biết là luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do Trần Phú khởi thảo thì có hai cái hạn chế. Hạn chế thứ nhất là gì? Đó là không nhận thấy được mâu thuẫn trong chủ yếu trong một xã hội thuộc địa, cho nên không đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp. Rồi thứ hai đó là gì? Không nhìn thấy được là cái khả năng cách mạng của các giai tầng khác trong xã hội Việt Nam, mà chỉ xác định động lực của cách mạng là công nông. Chính vì vậy mà hạn chế ở đây chính là câu C, nặng về đấu tranh giai cấp và coi nông công nông là động lực cách mạng. Tức là đây là nó là cả hai cái hạn chế của luận cương. Câu số 27. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm gì mới so với phong trào cách mạng 1930-1931? Thì chúng ta biết rằng là trong phong trào dân chủ 1936-1939 thì chúng ta đã sử dụng rất là nhiều cái hình thức đấu tranh. Đó là đấu tranh công khai hợp pháp, đấu tranh bí mật bất hợp pháp, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và đấu tranh nghị trường. Còn phong trào 1930-1931 đó là phong trào chủ yếu là đấu tranh chính trị và vũ trang, đấu tranh bí mật. Như vậy, điểm mới và khác ở đây đó là kết hợp hình thức đấu tranh công khai hợp pháp với bí mật bất hợp pháp. Câu số 28. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 có vai trò như thế nào đối với cách mạng tháng 8 năm 1945? Thì Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, năm 1941 nha. Thì hội nghị này có ý nghĩa là nó đã hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược được đề ra từ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 tháng 11 năm 39. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 tháng 11 1939 là bắt đầu chuyển hướng, và Hội nghị Trung ương 8 là đã hoàn chỉnh chuyển hướng. Mà hoàn chỉnh chuyển hướng là hoàn chỉnh chuyển hướng nào? Đó là đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng hàng đầu. Rồi, câu số 29. Với chủ trương dương cao ngọn cờ dân tộc tạm gác
thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1939-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã làm gì? Như vậy, rõ ràng là nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này có hai nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ giai cấp. Nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ giai cấp, mà nhiệm vụ cần thiết nhất đặt lên hàng đầu đó là nhiệm vụ dân tộc, là nhiệm vụ dân tộc. Như vậy, nhiệm vụ dân tộc là gì? Đó là giải quyết cái mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam và xã hội Đông Dương, đó là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. Đáp án là câu A. Câu số 30, bài học kinh nghiệm quan trọng từ sự chỉ đạo của Đảng góp phần thắng lợi trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, đó là gì? Bài học kinh nghiệm từ cách mạng tháng 8, nha. Vậy thì bài học kinh nghiệm rõ ràng là chúng ta trong cách mạng tháng 8 năm 1945 thì chúng ta có một cái gì? Có một cái mà chúng ta biết, đó là chúng ta đã chớp được cái thời cơ ngàn năm có một nha, chớp thời cơ ngàn năm có một. Vậy thì ở đây đáp án sẽ là đáp án câu D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chớp thời cơ giành chính quyền khi mà thời cơ đến. Câu số 31. Một trong những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ từ tháng 9 năm 45 đến trước tháng 12 năm 46 là gì? 945 đến trước tháng 12 năm 1946. Bài học kinh nghiệm. Thì chúng ta biết là từ sau khi mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời thì nước Việt Nam chúng ta đối mặt với rất nhiều là khó khăn và thử thách, rất nhiều khó khăn thử thách. Trong đó thì cái khó khăn lớn nhất đó là các thế lực ngoại xâm. Mà thế lực ngoại xâm chính của nước ta lúc bấy giờ đó là thực dân Pháp. Thì trong quá trình từ tháng 9 năm 45 đến tháng 12 năm 1946 thì ban đầu là chúng ta chủ trương là lãnh đạo nhân dân Nam Bộ kháng chiến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta ở Nam Bộ. Nhưng mà sau đó thì do những điều kiện là lịch sử cụ thể, cho nên chúng ta là đã ký hiệp định sơ bộ rồi sau đó tạm ước. Như vậy rõ ràng là từ tháng 9 năm 45 đến tháng 12 năm 1946 thì chúng ta kết hợp giữa đánh và đàm. Đáp án là câu B. Câu số 32. Việc đàm phán và ký kết hiệp định sơ bộ giữa đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện chính phủ Pháp có tác dụng gì? Đàm phán và ký kết hiệp định sơ bộ thì có tác dụng gì? Nếu là câu, bây giờ chúng ta xem xét nha, từ dưới lên. Thể hiện ý chí hòa bình của hai chính phủ Việt Nam và Pháp. Cái này thì thực ra thì chúng ta thì có thiện chí hòa bình, nhưng mà Pháp thì không bao giờ có thiện chí. Câu B, câu D không đúng. Câu C, giúp Việt Nam ngăn chặn được mọi nguy cơ xung đột với Pháp. Cái này không đúng, bởi vì chúng ta chỉ là tạm thời thôi, tạm thời. Chứ không thể ngăn chặn được cái nguy cơ xung đột với Pháp, bởi vì trước hay là sau gì thì Pháp sẽ là nổ súng tấn công nước ta là điều đương nhiên. Tạo ra thời gian hòa bình để Việt Nam tổ chức bầu cử quốc hội. Cái này không đúng, vì hiệp định sơ bộ là ký ngày 6 tháng 3, còn bầu cử quốc hội là tiến hành từ ngày 6 tháng 1, tức là bầu cử quốc hội đã diễn ra rồi. Như vậy, đáp án phải lựa chọn đây là câu A. Chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu sang đối thoại. Và đối thoại này là đối thoại tạm thời thôi. Đối thoại tạm thời. Câu 33. Khó khăn mới đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Khó khăn mới của kháng chiến của nhân dân ta đó là gì? Khó khăn mới. Mới. Đó là bây giờ chúng ta thấy một trong những khó khăn mới mà cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phải đương đầu, đó là Mỹ can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương bằng việc là đồng ý và viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Rover tháng 5 năm 1949. Đáp án là câu A. 34. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng quốc thủ người gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cướp nước. Vậy thì những cái câu từ ở trong cái đoạn trích này nó phát thảo về cái gì? Tức là nó nói về cái nội dung gì của đường lối kháng chiến của chúng ta?
thì thực ra thì nó sẽ phác thảo những cái nét cơ bản về đường lối kháng chiến của ta, đó là kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của nước ngoài, của quốc tế. Câu số 35. Để bồi dưỡng sức dân đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ đã quyết định điều gì? Bồi dưỡng sức dân. Bồi dưỡng sức dân, tức là để làm cho dân dân mạnh, mà làm cho dân mạnh thì phải làm cho dân no, làm dân no, mà đối với dân thì phải muốn no thì phải ăn, mà ăn thì liên quan đến cái này. Câu C, triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. 36. Phương hướng chiến lược của ta trong đông xuân năm 3 năm 4. Phương hướng chiến lược của chúng ta trong đông xuân năm 3 năm 4, thì tháng 9 năm 1953 là Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định mở chiến dịch Đông Xuân, chiến cuộc Đông Xuân năm 3 năm 4. Phương hướng của chúng ta đó là đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, để là phân tán một bộ phận sinh lực địch, thứ hai là tiêu diệt quân địch, và thứ ba là mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Như vậy đáp án ở đây của chúng ta là câu câu C. Câu C nha. Đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, để tiêu diệt, để phân tán và để củng cố. Câu số 37. Điền vào chỗ trống. Điện Biên Phủ được ghi vào lịch sử dân tộc ta như 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 một cái gì? Một bạch đằng chi Xương Giang Đống Đa. Bạch một chi lăng Xương Giang Xương, Xương Giang Đống Đa, không phải. Nó phải so sánh với là một cái những cái trận đánh nào nó lớn hơn nữa. Ngọc Hồi, Hà Hồi, Đống Đa, Bạch Đằng, là Gầm Xoay Mút, Đống Đa. Thì ở đây cái câu mà rõ ràng cái câu đúng nhất đó là ghi vào lịch sử dân tộc ta như một bạch đằng chi lăng, một đống đa của thế kỷ 20. Câu D. 38. Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp từ 1945-1954 được kết thúc bằng sự kiện nào? Sự kiện nào? Điện Biên Phủ năm 1954. Nếu ai nghiêng về đáp án này, nha, thì đây là một đáp án sai. Đáp án sai. Vì sau kết thúc, khi mà chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thì cuộc kháng chiến chúng ta chưa kết thúc. Chưa kết thúc, mà sau khi Điện Biên Phủ giành thắng lợi ngày 7 tháng 5 năm 1954, thì ngày 8 tháng 5 năm 1954, phái đoàn của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do là cố vấn Phạm Văn Đồng bước vào hội nghị Geneva để tiến hành là đàm phán, tiến hành ký kết hiệp định Geneva. Và khi hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết thì thực dân Pháp phải rút khỏi là nước ta, rút khỏi Đông Dương. Đây mới là cái sự kiện kết thúc của kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam và Đông Dương. Câu 39. Với thắng lợi của phong trào đồng khởi đã làm phá sản chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mỹ? Bây giờ chúng ta nhớ lại này, nhớ lại nha. Phong trào đồng khởi đã có cái ý nghĩa là gì? Nó giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ, làm lung lay tận gốc chính quyền Tây Sang Ngô Đình Diệm. Thứ hai là đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Và thứ ba đó là làm phá sản hoàn toàn chiến lược chiến tranh một phía của Mỹ. Một phía ở trong này không có nha, không có chiến tranh một phía. Vậy thì một phía là gì? Một phía là đơn phương. Chiến tranh đơn phương là tên gọi khác của chiến tranh một phía nha. Câu hỏi số 40. Với ba cái ý nghĩa mà thầy đọc ở đỉnh cao 39 thì phong trào đồng khởi có ý nghĩa như thế nào là lớn nhất? Đó là trong ba cái ý nghĩa vừa rồi thì ý nghĩa thứ hai, đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, là ý nghĩa lớn nhất của phong trào đồng khởi. Đáp án A là đáp án của câu hỏi cuối cùng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành là tổng cộng là 40 câu nha, 40 câu. Bây giờ chúng ta sẽ bấm thử kiểm tra xem chúng ta đã gửi, và bây giờ xem điểm. Như vậy điểm đạt của chúng ta đây là 1.000 trên 1.000, tức là
tất cả các câu đều đúng, tất cả các câu đều đúng. Thì lưu ý này là đề số 1 hôm bữa và đề số 2 này, đề thi tự số 2 này là các cái đề, là các đề mà giới hạn chương trình là mới là từ học kỳ 1 thôi nha, là từ đồng khởi đổ lại. Còn lại là các cái đề sau thì thầy sẽ cho thêm là phần kháng chiến chống Mỹ từ 1954 từ đến 1975 và thậm chí là Việt Nam thời kỳ đổi mới nha. Còn cái đề này chỉ giới hạn là từ đồng khởi trở lại thôi, tức là giới hạn ở trong học kỳ 1, trong học kỳ 1 nha. Như vậy là cái đề thi thử thứ hai là thầy đã là giải chi tiết, giải chi tiết rồi. Chào tạm biệt tất cả các em.